Sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện lực Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà Chữ Thập Đỏ cho gia đình bà Võ Thị Thọ ở khu dân cư Khái Tây 3, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, hộ bà Võ Thị Thọ thuộc diện hộ nghèo. Bà Thọ là phụ nữ đơn thân, làm nghề buôn bán cá tại chợ, có thu nhập thấp và không ổn định, hiện nuôi ba con nhỏ đang đi học. Qua khảo sát hoàn cảnh của gia đình, thì Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã vận động Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình bà Thọ. Đồng thời, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố vận động một số đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia đóng góp kinh phí, vật liệu để hoàn thành các nhà. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành với diện tích trên 52 m². Dịp này, đại diện địa phương Điện lực Sơn Trà và Hội Chữ Thập Đỏ thành phố cũng có những phần quà ý nghĩa dành tặng cho hộ bà Thọ.